Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác là cái bộ mic không dây đến từ thương hiệu là Sonic, model là K100. Bây giờ mở ra và các bác xem nha. Đây là phần nóc này vừa mở ra các bác nhé. Xốp này, xốp chống sốc này. Đây là cái phần đầu thu của mic đó, Sonic K1000. Thì em sẽ bóc ra. Bây giờ em sẽ bê nguyên cái này ra, rất là to, rất là nặng. Đấy. Đây là cái phần linh kiện đi theo này, là gồm có hai tai mic này. Đây là bộ anten này. Đó, pin này, tai bắt cố định này. Dây jack 6 ly cắm vào âm ly này, hoặc là cắm vào vang hoặc đẩy. Chống năn này. Đấy, hai cái chống năn, cục nguồn adapter. Đấy. Và sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bác lưu ý nhé, về đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu mà tiếng Anh thì thôi không phải đọc đâu, còn tiếng Việt là các bác cứ đọc hết cho. Đấy. Rồi, còn ở dưới là không có gì nữa, dưới là bìa đây, hết trò rồi. Hết trò. Đấy, đây là pin nhé, pin là Golden Power này đó. Còn đây là phần tay mic này. Đấy, bây giờ em sẽ mở hẳn ra cho các bác xem. Đây là phần tay mic, các bác nhìn tay mic nó xịn không? PRO Sonic K1000. Đấy, trông đẹp không? Sắc sảo, chi tiết đẹp đẽ. Đó. Hàng này mà các bác không chơi thì chơi cái gì nữa, đúng không ạ? Đó. Đây là phần anten này, pin này. Rồi. Thì em sẽ bóc cái này ra. Nhiều cái này phải bóc hai tay rồi. Bây em sẽ bóc cái đầu thu này ra mà các bác xem nhé. Sonic K1000. Đấy, đẹp, sắc sảo, chi tiết. Đấy. Với mức giá các bác đầu tư ra rất là rẻ thôi. Đây là phần tem bảo hành này. Tem niêm phong, tem bảo hành này. Đằng sau đầu thu đây là cái model sản phẩm này. K1000. Cổng nguồn này. Hai cổng anten này. Jack clone này. Jack 6 ly. Và đây là cái thông số bảo cảnh báo. Cảnh báo gì đó. Đây là tem, cái này tem gì tiếng Anh không hiểu. Đấy, tem này đầy đủ, rất là xịn luôn. Đấy, đồ này mà các bác không chơi thì chơi gì đấy. Thì tiện đây em xin trân trọng thông báo giá luôn cho các bác nhé. Giá luôn của combo chọn bộ mic không dây này là có 2.500.000 đồng. Đấy, và hỗ trợ gửi hàng cho các bác trên toàn quốc. Đó, giá này là rất ưu đãi nhé. Còn các bác mua đâu mà được rẻ hơn nữa thì mua. Đây nhá, nguyên kiện, nguyên hộp, rất to, là rất hoành tráng luôn. Đó, rất xịn luôn, rất đẹp luôn đấy. Không phải là bình thường đâu. Các bác nhìn cái tay mic này, nhìn tay mic đã thấy này. Nó có một cái chất là rất là đẹp, rất là xịn này. PRO này, K1000. Đó, này em chưa lắp pin, chưa thử. Đó, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha, số điện thoại dưới phần mô tả. Rồi, ok. Hẹn các bác trong clip lần sau vậy. Hôm nay quay giới thiệu ở đây thôi, còn test thử trong clip lần sau nhé. Bây giờ là em đóng gói hàng và gửi gấp cho các bác đây. Nên là cũng không có thời gian mà cao kê nữa. Các bác đặt thì em lấy hộ thôi. Đấy, thì tiện lấy hộ cái quay hộ luôn. Đấy, hẹn các bác clip lần sau nhé.